Hello, chào mọi người. Tới năm mới, chúc mọi người năm mới nhiều may mắn và sức khỏe nhá, 2024. Hôm nay mình làm video này là muốn chia sẻ về quảng cáo video YouTube. Như tựa đề của nó thì là các bước quảng cáo YouTube từ A đến Z. Mình đã từng có video và bài viết về 6 bước xây dựng kênh YouTube. Một cái kênh YouTube channel làm sao cho hiệu quả. Link mình có để ở dưới mô tả nhé. Đấy là tối ưu về kênh, xây dựng kênh. Thì nó có liên quan đến cái chuyên sâu đó là từ khóa tối ưu SEO của kênh. Đấy. Còn cái việc quảng cáo ấy, thì nó sẽ là một giải pháp tức thời, tức thì, hiệu quả ngay. Bỏ tiền ra mà. Khi ta bỏ tiền thì quảng cáo cái video của mình sẽ lập tức lên top tìm kiếm, top gợi ý từ kênh YouTube. Đây, ví dụ như khi ta vào một kênh YouTube bất kỳ nhé. Khi ta vào YouTube trang chủ nhé. Thì đây là cái quảng cáo này. Đấy. Đây là cái video quảng cáo, nó gợi ý. Đây là của hãng hàng không ANA. Đấy, đây là quảng cáo. Rõ ràng là các thương hiệu lớn, các brand name lớn thì họ sẽ chạy quảng cáo để thúc đẩy nhận diện thương hiệu, nhận diện brand, nhận diện thương hiệu của họ. Đồng thời là thu hút cái tệp khách hàng tiềm năng cho họ. Mình cũng sử dụng Traveloka, đặt vé máy bay chẳng hạn. Đấy, tất cả các dữ liệu đấy, mình cũng là khách hàng tiềm năng. Nên là nó thu hút. Thường thì các hãng lớn này, cái target của họ rất là rộng. Gần như là bao phủ hết. Bởi vì ai cũng có thể là khách hàng đi máy bay được. Máy bay bây giờ là rất là phổ biến, nên đâm ra là họ quảng cáo này là rất là rộng nếu mà nói về cái quảng cáo này. Còn tất cả những cái sau này không nói nhá. Cái này là mình cái này nó dựa trên các cái yếu tố mình đã từng xem, nó sẽ gợi ý những cái gì đó có liên quan. Đấy, những kênh mình subscribe đã theo dõi chẳng hạn, ví dụ thế. Vì đây là mình đang đăng nhập bằng cái tài khoản của video của mình. Đấy. Quay trở lại cái câu chuyện về quảng cáo, các bước quảng cáo nhé. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại luôn với việc là nếu bạn đã có một kênh YouTube rồi, đã đưa video lên rồi. Đấy. Đấy, mình muốn nói đến câu chuyện là cái tính năng mới của trên YouTube. Nó đã thử nghiệm và bây giờ đã xong rồi. Nó đã thử nghiệm cách đây khoảng độ nửa năm. Cái tính năng này, khi bạn là chủ một kênh ấy, thì sẽ xuất hiện các cái nút này. Cái này là không phải nhé, cái này là mình cài thêm cái add-on. Bạn xem trên cái video bài cũ của mình sẽ có đấy, nói đến cái add-on tối ưu để theo dõi cái hiệu suất và tối ưu kênh. Còn đây nhé, chỉnh sửa video số liệu phân tích nhé. Cái này chính là cái mình là admin, mình là chủ kênh nên nó sẽ xuất hiện. Đồng thời đây, rõ ràng là ngày xưa không có tính năng này, tức là đây là một tính năng để quảng cáo nhanh luôn. Ta bấm vào đây này. Đấy, là lập tức nó sẽ nhảy sang nếu như giả sử như mình đây nhé, là mình đang có tài khoản rồi, tài khoản AdWords, tài khoản quảng cáo á. Đây, mình đã có tài khoản rồi, thế nên là câu chuyện nó rất là khác. Nếu như bạn chưa có tài khoản ấy, thì nó sẽ gợi ý bạn tạo một tài khoản mới. Đây là mình đang có tài khoản rồi thì nó sẽ khác. Mình đã có tài khoản rồi, thế nên là mình bỏ qua giai đoạn này nhé. Tức là đại khái là bây giờ nó có tính năng nhanh. Thế là từ cái bất kỳ một cái video nào, ta bấm vào đây và tiến hành việc quảng cáo luôn. Đấy. Thì trước đây mình đã làm vậy rồi. Mình đã có tài khoản quảng cáo Google Ads chuyên nghiệp, bởi vì mình là dân làm quảng cáo mà. Thế nên đây nhé, mình đã có tài khoản. Đây là một cái tài khoản Google Ads của mình. Đấy. Đây, một cái tài khoản
mình thiết kế một cái tài khoản dành riêng cho việc chạy YouTube để độc lập với các cái kênh, các cái chiến dịch khác. Cái đầu tiên thì để đảm bảo là mình có liên kết đến cái tài khoản với nhau, tức là bây giờ ta cần phải có sự liên kết giữa hai tài khoản, đó là tài khoản YouTube với tài khoản Google Ads, thì ta cần phải vào đây. Ta bấm vào nút công cụ này. Sau đó rồi ta bấm vào tài khoản đã liên kết. Tài khoản đã liên kết. Đây. Đây là các cái vấn đề liên quan đến analytics của website các thứ nhé. Mà bài viết này mình không liên quan nhé. Bài viết này mình chỉ liên quan nói đến vấn đề đến tài khoản YouTube này. Mình đã có ba thứ liên kết rồi. Mình đã làm rồi nhé. Đấy. Mình đã có những kênh này liên kết rồi này. Ví dụ thế. Bây giờ ví dụ là bạn muốn có một kênh nữa, mình liên kết vào đây. Đấy. Bạn gõ vào đi tìm kiếm. Ví dụ như thế. Bạn cho vào đây. Đấy. Bạn bấm vào đây. Bấm vào đây một cái. Rồi bấm tiếp, bấm tiếp, bấm tiếp. Nó sẽ có một email gửi đến cái chủ kênh này này. Cái chủ kênh này chỉ cần bấm một cái xác nhận là ok thì là lúc đấy ta sẽ có quyền, lúc đấy nó sẽ xác nhận ở đây là đã liên kết, kênh đã được liên kết, thì ta sẽ có đủ quyền để theo dõi được các cái yếu tố liên quan đến số lượt xem này, các yếu tố analytics phân tích về 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 kênh để theo dõi được. Đấy. Thứ hai là khi mà tạo cái quảng cáo chiến dịch bên trong ấy, thì ta sẽ đưa các video đấy vào, bất kỳ video nào của kênh đấy để quảng cáo một cách dễ dàng. Đấy. Tiếp đến ta quay trở về về kênh này nhé. Đây, vì cái kênh, vì cái này mình cũng mới tạo, mình ép rồi thôi. Trước mình đã quảng cáo trên một số cái kênh khác rồi, nhưng mà cái chiến dịch này mình chưa tạo chiến dịch mới trong cái tài khoản này. Đấy. Có một yếu tố nữa là mọi người phải liên quan đến vấn đề thanh toán nhé. Thanh toán thì mọi người cần phải add thẻ. Bây giờ nó có thanh toán thì là đây, thiết lập thanh toán. Một trong yếu tố cần tiền, muốn chạy được phải có tiền. Thanh toán thì quốc gia thanh toán là Việt Nam. Thanh toán là Việt Nam đồng. Ở đây là mình đã có cái thẻ Visa rồi. Mình có thẻ Visa. Hoặc là bây giờ nó có thể thanh toán qua Momo được. Đấy. Qua Momo nếu mọi người không có thẻ Visa. Đấy. Cái này là không thay đổi này. Việt Nam đồng không thay đổi này. Đấy. Lại tài khoản cá nhân này, thông tin thuế cá nhân này, thông tin địa chỉ này, thanh toán thủ công, mình đang để thủ công không phải tự động. Ví dụ số số tiền đây tối thiểu thì bao giờ phải là 160 này. Ví dụ như 100k nhé. 100k không thanh toán được. Đấy, tối thiểu phải là 160 ngàn. Đây là cái mức tối thiểu của kênh Google Ads. Trước đây nó là Google AdWords, nó đặt tên nên bây giờ mấy năm nay nó đổi thành Google Ads. Ngắn gọn thôi. Đây, ví dụ đây, visa của mình đây. Đấy. Đấy. Đây, hoặc là có thể Momo Wallet này, thẻ Momo này. Không, bây giờ mình thanh toán bằng cái này. Ok nhé, gửi nhé. 160 ngàn. Bây giờ ta tạo một chiến dịch. Chiến dịch mới. Ở đây là liên quan đến video. Mức độ nhận biết đây, đây là các cái đây là một cái trong cái gợi ý của YouTube của Google Ads, thì nó có bao giờ liên quan đến campaign chiến dịch thì ta phải có mục tiêu của chiến dịch, tức là cái chiến dịch phải đạt mục tiêu gì, thì đây nó có đưa ra vấn đề về doanh số. Nếu như cái video của bạn là mục đích bán hàng, thúc đẩy bán hàng trực tuyến, thì nó gợi ý là nên đặt mục tiêu doanh số. Nó sẽ có những cái tối ưu về trong quảng cáo, trong chiến dịch để làm sao target được với khách hàng với mục tiêu doanh số tốt nhất. Hay đơn giản video của mình chỉ nhắm đến khách hàng tiềm năng, tức là ta sẽ mở rộng hơn. Ta mở rộng hơn bằng việc là chỉ cần khách hàng đấy là tiềm năng, không cần phải mua ngay, có thể là tương lai,
Đấy, thì đây. Đấy. Còn nếu như với trang web thì ta sẽ có cái lưu lượng truy cập trang web, chỉ cần khách hàng điểm sao sau khi để họ click vào nhấp vào quảng trang web đấy. Quảng bá ứng dụng, cái này là liên quan đến vấn đề về quảng cáo liên quan các cái app đấy, các cái app để cho mọi người cài app vào trong điện thoại mobile, nó sẽ tối ưu chỗ ứng dụng cho di động. Liên quan đến brand này, nhận biết và cân nhắc thương hiệu. Nếu chẳng hạn như là kênh YouTube mình của mình mới, mình cần phải tăng độ nhận diện lên thì cái này cũng sẽ là một cái gợi ý tốt. Cái cuối, đây là những cái trên này là những cái mà YouTube nó cái Google Ads nó sẽ cố gắng để automatic nhất để mọi người có thể tạo ra một cái campaign, một cái chiến dịch nó gọi là nhanh và được hướng dẫn tối đa. Nhưng nếu bạn là một người dùng đã chuyên nghiệp hơn thì bạn có thể sử dụng cái tính năng custom hơn dành cho những người mà đã am hiểu. Đấy. Thì ta sẽ sử dụng cái này. Đấy. Với mình với cái này nhé, mình nói chuyện sơ qua luôn. Các này là các gợi ý chung của Google Ads. Nó liên quan đến website. Các cái yếu tố này là quảng cáo mang tính website rất là nhiều. Dành cho website, dành cho quảng cáo từ khóa tìm kiếm, đấy, nhận diện thương hiệu, nhận diện brand. Thế nhưng mà trong này, trong bài viết, trong cái video này, mình muốn nói đến quảng cáo liên quan đến YouTube, quảng cáo video. Thì đây, tối ưu đây. Nó là cái campaign này luôn. Đấy, nhưng mà tiện đây mình nói luôn nhé. Cái này là liên quan đến tìm kiếm này. Đấy. Tìm kiếm tức là Google Keyword này, tìm kiếm từ khóa tìm kiếm. Đấy. Liên quan đến hiệu hiển thị. Video cũng là một dạng hiển thị. Thế nhưng mà đây hiển thị này dành cho hiển thị trên web website, trên cái Google AdSense, hiển thị ở khắp các nơi, các cái trang blog web mà có quảng cáo của Google thì nó có cái quảng cáo hiển thị này. Đây là quảng cáo tìm kiếm. Bạn lên thanh Google gõ tìm kiếm. Ví dụ như bạn lên Google đây, bạn gõ ở đây. Ví dụ như cái với cái như này hiển thị vừa rồi mình đang nói về hiển thị này, mua sắm này, ứng dụng này, quảng cáo ứng dụng này, quảng cáo smart này, tiếp cận khách hàng toàn diện dành cho doanh nghiệp nhỏ, smart liên quan đến gọi là quảng cáo thông minh, khách sạn này, quảng cáo tạo nhu cầu. Cái này nó bây giờ nó tối ưu thêm những cái tính năng dành cho những người mà cái này là mang tính local guide này, quảng cáo mang tính địa phương dành cho ví dụ như khách du lịch họ tìm kiếm nhà nghỉ, khách sạn, quán ăn. Đấy, thì bây giờ họ hãy tìm kiếm trên map. Thì đây, nó bấm đây. Cái này là một trong cái marketing cực mới là tạo nhu cầu. Tức là khi khách hàng vu vơ trên mạng chưa có nhu cầu thực tế thì cái này tạo nhu cầu, đây là đỉnh cao của marketing. Nó sẽ suggest chạy quảng cáo trên YouTube, Gmail, khám phá các sản phẩm khác. Ừ. Thôi, mình quay trở lại với cái này nhé, hơi dài dòng quá. Mình nhớ là quảng cáo video. Đấy. Quảng cáo video thì đây nó sẽ ra lượt xem video, một trong những chiến dịch đây. Thì đây ta có sẽ gọi là lượt xem video, phạm vi tiếp cận hiệu quả. Ví dụ như video của mình mà đang cần phải có một lượt thúc đẩy lượt xem. Ví dụ như mình muốn nói đến về cái tính năng mà mình cái video mình mới ra, mình muốn cái video mình nhanh chóng đạt lượt xem để tối ưu hơn, để thúc đẩy được, để tạo ra cái trending mới cho nó chẳng hạn, thì ta nên chạy mình lượt xem. Ừ. Đấy. Nếu mà như mà ta muốn tiếp cận nó để mở rộng phạm vi tiếp cận trong phạm vi ngân sách bằng quảng cáo đệm,
quảng cáo trong luồng phát có thể bỏ qua. Đấy, nó giới thiệu hết về cái tính năng quảng cáo này. Tần suất, cái này thì là target, là mục tiêu này, nó có thể là dẫn đến là một người cũng có thể xem được nhiều lần, hoặc là chọn nó bằng một cái việc là tiếp cận bằng quảng cáo không thể bỏ qua. Nếu như mình có liên quan đến vấn đề về bán hàng, video bán hàng thì hoặc là nhận diện nhiều hơn, thì ta có thể thúc đẩy chuyển đổi. Cái này gọi là liên quan đến chuyển đổi bán hàng, chuyển đổi đơn hàng. Cái này nó có chi tiết tiếng Việt giới thiệu hết. Video lượt xem, ta có thể đặt tên cho nó nhé. Đặt tên cho nó. Cái này ta có thể chọn cho chiến dịch mình nhá. Ví dụ chiến dịch ta dám đầu tư cho nó khoảng độ 10 triệu chẳng hạn, thế hay là 1 triệu chẳng hạn. 1 triệu này. Đây là tổng một chiến dịch, nó sẽ chạy hết 1 triệu dừng lại. Nếu không, ta có thể chọn là theo không có ngày kết thúc, hoặc là ta để ngày kết thúc, ta chọn mỗi ngày chạy 200.000. Đấy. Mỗi ngày chạy 200.000, ta có thể chọn ngày kết thúc cho nó, hoặc là không, hoặc khi nào ta chủ động ta dừng. Đấy. Về cái quảng cáo, cái mạng hiển thị đây, ta có thể tắt bỏ lên. Cái này thực là không tối ưu lắm đâu, bởi vì nó sẽ hiển thị ở trên một số các cái trang web khác mà có mạng hiển thị của Google. Đấy. Bây giờ ta đang chỉ đang tối ưu, ví dụ như ta đang chỉ đang tối ưu cái quảng cáo video của mình trên nền tảng YouTube thì nó ở đây. Đấy, nó ở đây, nó đã tự động rồi. Còn đây là nó sẽ xuất hiện ở trên những cái trang, ví dụ như chẳng hạn như rất nhiều các trang khác, trang cốc cốc hay là các cái trang nó cũng có hiển thị, hoặc là các cái trang tìm kiếm khác nó có nhúng cái nền tảng Google vào thì nó sẽ hiển thị vào, nó không tối ưu lắm. Tiếp theo là vấn đề về chọn vị trí. Chọn vị trí thì mọi người, nếu mà toàn cầu thì tất cả quốc gia vùng lãnh thổ. Đấy, hoặc là có thể chọn một quốc gia nào đấy. Đấy. Còn nếu mà bạn chọn Việt Nam thì là Việt Nam. Hoặc đơn giản là video của mình, cái nếu mà giả sử là video của bạn bán hàng, cái dịch vụ của bạn nó chỉ phục vụ ở Hà Nội thôi. Video bạn quảng cáo đến nhắm mục tiêu khách hàng, ví dụ như là cung cấp dịch vụ chăm sóc gia đình, dịch vụ sửa chữa, dịch vụ ABC tại Hà Nội, thì rõ ràng là ta chỉ cần gõ chữ Hà Nội đấy, ta chỉ đây, nhắm vào mục tiêu, ví dụ như là mục tiêu của mình là chỉ trong thành phố Hà Nội thôi đấy, thì ta nên để nó như này, cái video đấy của mình để target khách hàng ở đây đấy, trong Hà Nội đấy. Quay trở lại câu chuyện đấy, nếu vì đây là với một khu vực, còn đây là mình đang để là Việt Nam, cái video mình là video vui vẻ của người Việt, du lịch Việt Nam, thì mình sẽ để đây, để Việt Nam nói chung, tất cả các ngôn ngữ. Đấy. Cái ngôn ngữ này nó liên quan đến là cái ngôn ngữ của cái trình duyệt đấy. Người ta, vì mọi người thường cài trình duyệt thường cũng để tiếng Việt hoặc tiếng Anh, đa phần là như thế. Đấy. Nhưng cũng có thể có những người nước ngoài ở Việt Nam, họ đến từ các quốc gia khác, thì họ sử dụng ngôn ngữ của họ, nhưng họ đang ở trong cái địa phận ở Việt Nam. Theo cái điều kiện một là Việt Nam, cái ngôn ngữ mình để tất cả các ngôn ngữ, tất nhiên là bạn có thể hạn chế được bằng đây là tiếng gì đấy thôi, nhưng đây mình là để tất cả các ngôn ngữ nhé. Đây, cái này là quảng cáo dưới nhà nhiều định dạng, tức là tất cả các cái chủ đề liên quan đến luồng quảng cáo bỏ qua này, rồi hiển thị bên cạnh này. Tiếp đến cái bổ sung của nó này, ta có thể tùy chọn thiết bị. Thiết bị tức là cái đầu cuối của khách hàng, của người xem ấy, thì là ta có thể hiển thị tất cả thiết bị này, không hạn chế, dù là điện thoại, máy tính bảng hay gì đấy. Hoặc ta có thể lựa chọn chỉ máy tính, chỉ điện thoại di động, chỉ máy tính bảng hay màn hình TV. Đấy. Rõ ràng là nếu liên quan đến mà tần suất hoặc là chuyển đổi bán hàng thì ta nên tắt TV đi, bởi vì họ, nếu mà họ mà mình, nếu như mình cái ví dụ như đơn giản là cái mình cần phải khách hàng click vào để chuyển đổi sang trang web mua hàng thì cái rõ ràng cái này là không được, không ổn.
Cái này không được. Đấy. Thế nhưng mà rõ ràng là nếu mà ta chỉ cần nhận diện thương hiệu thôi, hoặc là chỉ cần view thôi, chỉ cần tăng view thôi. Nếu mà giả sử với mục tiêu đầu tiên của mình chỉ cần tăng view thôi thì bật tất cả các tính năng lên, không có gì phải hạn chế cả. Thế nhưng mình nói nhỏ riêng là nếu giả sử nếu là bán hàng thì ta có thể hạn chế bớt như này đi. Đấy. Cũng có liên quan đến câu chuyện đấy, cái này nó gọi là chi tiết về tối ưu quảng cáo. Nếu giả sử là cái video đấy là bán hàng cao cấp thì ta phải cần phải lựa chọn thêm nữa. Ví dụ như là ta có tối ưu hơn, tức là tối ưu hơn nó sẽ tối ưu chi phí quảng cáo. Ví dụ như ta chọn cả hệ điều hành, ví dụ như ta bán những thứ, ví dụ ta bán liên quan đến quảng cáo về app, quảng cáo về tối ưu ứng dụng dành cho iPhone thì ta phải chỉ nên quảng cáo cho iOS thôi, đúng không? Chỉ iOS thôi, chứ đừng có quảng cáo vào Android, rõ ràng là sẽ là một sự phí tiền. Đấy, Windows Phone thì bây giờ không ai dùng nữa, đúng không? WebOS, ví dụ thế. Đây là một ví dụ về cái option, về cái chi tiết hơn. Nếu như ta cứ để lan man hết như này thì ta sẽ rất là tốn tiền mà lại không hướng đến khách hàng mục tiêu của mình. Đây là mình nói chi tiết hơn thôi nhé. Còn thực ra nếu với quảng cáo chỉ để lấy view, lấy hiển thị video thôi để hướng mọi người vào xem kênh của mình không thôi thì không vấn đề gì phải hạn chế cả. Nhưng với chẳng hạn như với những người mà bán hàng liên quan đến ứng dụng này, ứng dụng trên Android này thì chỉ nên hướng vào Android thôi, không nên chạy trên các nền tảng khác. Đấy. Thế là mình nói về chi tiết hơn một tí nhá. Cái này nó liên quan cả đến vấn đề về mạng. Cái này thì cũng không 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 cái này phải nói là rất chi tiết. Nếu như dành cho những người nào mà có một số cái option mà liên quan đến, nếu chẳng hạn như là mình có đăng quảng cáo về quảng bá với cái gì đó liên quan đến tải thì ta nên áp vào wifi, nó sẽ chỉ hiển thị quảng cáo đến khi người ta dùng wifi. Đấy. Còn ở Việt Nam liên quan đến cả mạng di động, nó cho lựa chọn cả mạng di động nữa này. Đấy, ví dụ thế thì với nếu quảng bá nào đó mà liên quan đến mình hướng đến khách hàng mục tiêu là khách hàng của Viettel hay Mobifone này, cái này ta có thể chọn là option hết này. Đấy. Cái này phải nói là cái này là rất ngách dành cho những sản phẩm đó nó có tính liên quan đến mạng di động người ta dùng. Cái này thì là mình có lẽ mình chưa nghĩ ra, nhưng mà đấy, đây là những cái gọi là những chi tiết để tối ưu cái quảng cáo. Tối ưu này nó sẽ tối ưu dòng tiền, tối ưu tính hiệu quả của chi phí đầu tư quảng cáo. Một trong cái tối ưu nhiều hơn nữa thì nó liên quan đến cái này thì rõ ràng là liên quan đến lựa chọn cái thiết bị thì Apple. Đấy. Apple này thì ví dụ ta quảng cáo dành cho họ chỉ dùng iPhone. Đấy. iPod thì không ai dùng rồi. iPad này, iPhone, iPad này, ví dụ như là ứng dụng chỉ dành cho iPhone thôi, target vào đây. Đấy. Những cái này bây giờ kém lắm rồi, Nokia cái thị phần rất thấp bây giờ, nói chung là chỉ có hai cái sự lựa chọn. Đó là Android và iOS. iOS thì giờ có iPhone, iPad. Android thì có rất nhiều thiết bị đấy, ví dụ như chúng ta quảng cáo để hướng tới cái tệp khách hàng là đang sử dụng Asus này, Amazon Kindle này, đấy, Kindle mấy này, ví dụ liên quan đến mình quảng cáo liên quan đến sách về truyện thì có thể target vào cái Kindle đấy, của Amazon, ví dụ thế, Alcatel này, Asus này, Coolmat này. Ví dụ mình mở cái Huawei đánh ra này đấy, thì là target vào từng chi tiết thiết bị. Cái này sẽ liên quan đến option sản phẩm của bạn. Còn tất nhiên là quay trở lại câu chuyện là mình đang quảng cáo một cái video để lấy view thôi thì bật hết, không vấn đề gì hết, không có gì phải hạn chế cả. Ta cũng có thể lựa chọn đến cái vấn đề là mạng. Nếu mà chỉ lấy view ta bật wifi thôi, bởi vì khi mà người dùng họ dùng mạng 3G 4G thì họ sẽ hạn chế xem video, thì ta nên
chỉ chọn wifi thôi cũng là một cách hay đúng không? Đây, thì ta chỉ nên chọn wifi thôi. Đấy. Đó là liên quan đến tần suất này. Nếu như ta cũng vẫn vì mục đích view, tất nhiên là theo mình thì là nếu video của mình mà mình cảm thấy tự tin được, ok được thì mỗi một người thì cũng nên xem một hai lần, hay một người ta chỉ nghĩ xem video của mình chỉ nên tiếp cận một lần. Đấy, thì ta nên giới hạn cái tần suất. Giới hạn cái tần suất. Bởi vì là một người họ thấy một cái quảng cáo lặp đi lặp lại quá nhiều. Còn nếu như là giả sử mà là khách hàng, một cái sản phẩm mà mình target khách hàng vào nhiều, ví dụ như là mình muốn nhắc lại với khách hàng hai lần một tuần để làm cho họ nhớ ra, họ có thể một lần họ không mua ngay nhưng là vài lần. Đấy, mình cái này mình quảng cáo nhiều á, quảng cáo mình chẳng như là chiến dịch mình quảng cáo một tháng với cái sản phẩm ABC nào đấy, thì ta sẽ để nó hai lần một tuần, hoặc là để cho khách hàng họ bớt bớt ghét mình, có thể lên đến ba lần một tuần, chứ không nên ngày nào cũng lặp đi lặp lại, họ thấy nhiều quá. Đấy, tiếp theo về cái việc mà liên quan đến cái lịch quảng cáo. Lịch quảng cáo này thì ta ví dụ như ta có thể, vì cái này là quảng cáo hiển thị nên là thật ra cái lịch quảng cáo này cũng không quá quan trọng. Bởi vì khách hàng có mở ra thì khách hàng mình thấy, chứ không mở thì không thấy. Thế nên là ta có thể, nếu không thì ta có thể hạn chế ví dụ là từ 8 giờ sáng thôi cho đến 9 giờ đêm chẳng hạn, thế thì sẽ là 21 giờ. Đấy, ta sẽ chỉ quảng cáo vào những giờ mà mọi người tỉnh táo nhất. Đấy, còn nửa đêm thực ra thì rất ít. Đấy, ta cũng có thể hạn chế được một số click tặc nọ kia, những tệp khách hàng nó vớ vẩn. Đấy, ta chọn tất cả các ngày, hoặc là ta có thể chọn chi tiết hơn. Chủ nhật, thứ bảy, nhật ta có thể mở full 24/24 thì ta lại chi tiết hơn. Còn đây là mình để một ví dụ chung tất cả các ngày, từ 8 giờ sáng đến 21 giờ từ cái giờ làm việc người ta. Đấy, ví dụ thế. Đây, tiếp theo cái option nữa là liên quan đến phương pháp đo lường. Cái này thì liên quan đến cái đo lường thì cái, trong cái kênh YouTube nó cũng có rồi, nó có đo lường, nó có analytics. Hai là đấy, nên là cái này mình có thể bỏ qua nhé. Cái này là liên quan đến cài đặt trong tài khoản, ta phải thêm vào cái dữ liệu vào trong cái vừa dùng, thêm công cụ liên kết cái riêng. Ta có thể bỏ qua cái bước tạo nhóm quảng cáo. Đây là mình vẫn đang tạo chiến dịch nhé. Nhưng mà ta có thể gọi là đây, ta có thể là video ABC. Đấy. Thông tin nhân khẩu học. Đấy, liên quan đến cái này là cái là ví dụ như cái video của mình dành cho ai. Video dành chỉ dành cho nam, nữ hay là giới tính không xác định. Vì thực ra là mọi người có thể dùng YouTube không đăng nhập nên nó sẽ không có những cái tính năng gì đâu. Nếu như mọi người, một người mà những người rất nhất là người già, họ sử dụng YouTube và không có tài khoản Gmail thì nó sẽ không có các thông số này đâu, không chuẩn xác. Đấy. Hoặc là họ duyệt YouTube trên web ở chế độ ẩn danh chẳng hạn, ví dụ thế nhá, thì tất cả cái này là không có giá trị gì hết, không chính xác được. Tất nhiên đấy là một lượng nhất định, còn phần lớn mọi người như mình, như là mình tài khoản Gmail, tài khoản mình duyệt web này, mình xem YouTube này, thì nó có đầy đủ thông tin từ năm tháng, ngày tháng năm sinh của mình, giới tính, nên là nó sẽ có độ tuổi. Nên là những cái target này là mọi người cũng nên xem xét. Ví dụ mình quảng cáo, ví dụ cái video của mình là quảng cáo, đây là một... tiếp tục vấn đề nhá. Cái câu chuyện liên quan đến thông tin nhân khẩu học thì mình nói này, thì nó liên quan đến người dùng phải đăng nhập thông tin vào trên web, ví dụ như Chrome này. Cái này phải nói là cái này trên YouTube là họ phải đăng nhập tài khoản, có thông tin tài khoản, cái này là độ chính xác nó không cao lắm. Nếu mọi người dùng ẩn danh thì những cái này là hoàn toàn là số 0, không chính xác về độ tuổi, về gia đình. Đấy, nên là cái này là mọi người cũng phải tham khảo. Mọi người có thể sử dụng hai chiến dịch, một chiến dịch là không target cái này, và một chiến dịch có target để xem cho nó hiệu quả xem như nào. Ví dụ chẳng hạn như là tất nhiên là nếu với cái mình ngắm view bình thường không quan trọng, nhưng cái này là đang nói về nếu như một cái sản phẩm mà nó target vào những đối tượng có gia đình này, sản phẩm dành cho bỉm sữa này thì là phải có con này, đấy, chẳng thế, độ tuổi nên hướng đến là từ bao nhiêu này, ví dụ vậy, thì ta cần phải target liên quan đến sản phẩm. Hoặc đơn giản là video của mình là kênh video về du lịch thì mình target cái đối tượng trẻ mà thích khám phá từ 18 cho đến từ 18, 24 này cho đến tận 54 thôi, tầm này là quá nhiều rồi đấy. Ví dụ như team phượt, thích phượt của mình tuổi từ 18 cho đến tối đa 54, có những người hơn nhưng mà rất là hiếm rồi.
Đấy, thôi, bây giờ tiếp đến là sẽ đến phần tiếp theo, option tiếp theo đó là phân khúc đối tượng. Cái này nó cho mình target theo cái target theo cái nhân khẩu học của từng người, tính cách, ví dụ như nghề nghiệp. Cái này nhá, là cũng phải giống như trên tuổi, tức là phải phụ thuộc vào việc là khách hàng của mình, đối tượng xem video của mình, họ đến từ đâu, họ phải là những tài khoản có đăng nhập và đầy đủ thông tin thì mới đảm bảo độ chính xác được. Đấy. Nhưng mà cái này bây giờ cũng càng ngày càng dần chính xác hơn, bởi vì là những người mà bây giờ là họ xem YouTube Premium thì họ mua tài khoản một cách chính thức ấy, thì là thông tin tài khoản họ là càng ngày càng chính xác hơn. Phải nói là càng ngày sẽ càng chính xác hơn. Đấy thì ta có thể target thêm chi tiết hơn, nó giống như trong quảng cáo của Facebook. Ta có thể target vào nhân khẩu. Nhưng thường thì Facebook nó sẽ chính xác hơn rất nhiều so với bên Google về cái này. Google thì nó sẽ mạnh ở cái bảng Google AdWords, tức là tìm kiếm từ khóa thì sẽ mạnh hơn. Chứ cái hiển thị này thì ta target cho vui thôi, chứ cái độ chính xác không cao lắm. Thứ hai là ta có thể tiếp theo là ta có thể target từ khóa. Nếu mà là quảng cáo trong web ấy, thì ta nhập trong web vào đây, nó sẽ auto nó ghét được các cái nó lấy được các cái từ khóa từ cái bài viết của mình ra để gợi ý vào đây là mình nên quảng cáo như nào. Còn đây là tất nhiên là mình đang video YouTube nhé, hiển thị nhé, thì cái từ khóa nó không quá quan trọng. Đấy, thứ hai là đây là chủ đề liên quan đến cái lĩnh vực của mình quảng cáo liên quan bất động sản hay không này, ví dụ thế, hay như đây của mình liên quan đến vấn đề về du lịch và vận tải đấy, du lịch vận tải đấy, ví dụ thế, liên quan sở thích này đấy, liên quan đến thực phẩm này, ví dụ chẳng hạn thế, mình cho vào đây. Có gì nữa nhỉ? Rồi, ok rồi, mình target nó vào đây. Thực ra thì đây là nhưng mình phải target chi tiết hơn nhé. Đấy. Cái này sở thích và thời gian rỗi thì không hay lắm, không chuẩn. Bỏ đi. Của mình đang là video về du lịch, nhưng mà cái này có thể không. Ví dụ như nếu của bạn là liên quan đến quảng cáo cái video về nhà hàng thì nên target vào đây. Đấy. Đấy, nhà hàng đồ uống này. Đấy. Xem tin tức có gì nào. Báo chí chính trị, tin tức, việc làm, trò chơi. Đấy, liên quan đến kênh mua sắm này. Mình mở cái du lịch nhé. Đấy. Liên quan đến mình target vào video của mình là video du lịch travel, phượt khám phá thì mình có thể target ở đây. Đấy. Ok. Tiếp đến là mình có một cái này nữa, cái option này. Cái này là liên quan đến vị trí đặt quảng cáo. Vị trí đặt quảng cáo trên kênh YouTube này, ta có thể target đến một cái kênh nào đấy. Đấy. Hoặc là có thể target đến một cái video nào đấy. Rồi, tiếp đến ở đây là cái giá thầu. Giá thầu nhá. Thì đây là cost per view mà. Ví dụ ta để đây là ví dụ như là 100 đồng xem nào. Đấy, ta để 100 đồng cho một view. Ta để thử đi nhá. Ta nên theo dõi trong khoảng độ mấy ngày đầu thì nó chạy, rồi ta nên tối ưu nó lại ở cái giá thầu này. Đấy, ví dụ thế. Hoặc đây là mình để đây là ví dụ mình để đây là 10 đồng thôi. Đây nha, mình lấy cái video về Hà Nội Today 2023. Đây, nó sẽ xuất hiện như này ở các cái định dạng. Định dạng ở trên trình duyệt nó sẽ như này. Định dạng ở trên TV nó sẽ như này. Đấy. Quảng cáo có thể bỏ qua này, trên laptop này, trên điện thoại di động nó sẽ như này này. Đấy. Đấy, ta có thể xem thử nữa này. Đấy. Đấy. Đây là cái thực tế, đây là cái preview video get preview demo này trên Google Ads sẽ như này. Đấy. Tiếp tục vào đây. Đây, Hà Nội Today. Ví dụ thế mình cái này là bắt buộc phải có nhé. Cái này mình có thể không cần thiết vào đây, nếu muốn dài link hơn nữa nhưng không cần thiết. Ví dụ như thế là Hà Nội Today, Hà Nội Today 2024. Tiếp đến Hà Nội ngày nay,
Hà Nội của tôi. Đấy, vân vân. 90 từ nha, bạn có thể thêm vào đây. Rất là nhiều mô tả. Tôi. Một. Hà Nội. Một tôi. Đấy. Món ăn đường phố. Tôi yêu. Ví dụ thế. Street food. 90. Chọn. Ví dụ thế. Cái này ta để tự động hoặc là ta có thể tạo hình ảnh đưa lên. Cái này là tên quảng cáo thôi, không có cái gì. Đấy. Thì ta đã có một quảng cáo rồi này. Đấy. Cái này nó những cái video mình dài hơn 3 phút mà kệ nó không ưu tiên lắm nhưng mà chúng ta vẫn có thể chạy bình thường. Cái này mình có thể bỏ sửa đi này, Hà Nội Today đấy, nó là như thế mà. Và như vậy là chiến dịch đã xong. Về cơ bản là một chiến dịch như vậy. Tất nhiên là đi vào chi tiết hơn thì nó sẽ liên quan đến kinh nghiệm của bạn để tối ưu cho website sản phẩm là gì, mục tiêu khách hàng tiềm năng là ai, mục tiêu của chiến dịch, mục tiêu của video xác định là gì. Nếu để tìm kiếm người dùng, tức là tìm kiếm nâng cao, nâng được cái người theo dõi đấy, thì ta nên tiếp cận theo hướng brand để họ nhận thức, họ thấy thích thú vị với những video của mình. Video của bạn có thể là video về du lịch, video về khóa học, video về chia sẻ kiến thức, thì cần phải hướng đến những tệp khách hàng là ai, là những người ham học, những người đang học, những kiến thức của bạn là kiến thức tài chính, thì bạn nên phải chia sẻ vào những cái tệp khách hàng là những người đại học trở lên này, những người quan tâm đến vấn đề tài chính này, những người làm nghề kế toán này, những người quan tâm đến đầu tư này, những người mà yêu thích về kinh tế học ví dụ thế, thì nên target là như thế, thì cái tối ưu về hiệu quả chiến dịch của bạn sẽ cao hơn. Về cơ bản là như thế. Video của mình có lẽ đến thế đấy nhá. Ok, chào các bạn.